Dâu và xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì ở video hôm nay dự tính mình sẽ đi bắt quét ta, nhưng mà có một lý do khiến mình méo thể nào mà cay hơn được nữa rồi. Méo hiểu tại sao game lại đối xử với mình như thế luôn á. Nếu mọi người hỏi mình cái game AZK Mobile này có đáng chơi không ấy, mặc dù đây là tựa game mà kênh mình chọn làm chủ đề, nhưng mà thật sự thì có nhiều điểm mình muốn chia cái game này vừa lờ à với một lời khuyên chân con mẹ nó thành là các bạn muốn chơi AZK thì đầu tư con máy khỏe khỏe xíu nha, chứ máy yếu chơi xong bị văng rồi càn giật lắc nữa bực mình lắm. Còn về chuyện cái game này có đáng chơi không thì thôi khỏi bàn đi, theo mình thì là không con mẹ nó luôn, mặc dù kênh mình làm video về nó đấy. Trong cái video các bạn đang xem hiện tại đây có hai thứ làm mình ức chế vãi cả cớt. Cái đầu tiên là kiếm một con quét ta level cao, mọi người không biết chứ mình kiếm hơn 20 con quét ta rồi đó mà không có nổi một con trên level 200, trong khi chế độ hơi của mình là bờ Zuta thế luôn, chứ nó làm mình tốn thời gian quá. Trong video chỉ là vài con thôi, bởi nhiều quá thì video nó dài, tâm sự nhanh chán, cứ tìm xong giết mãi không ra được con nào ưng ý. Trong quá trình đó thì mình cũng kết hợp với farm luôn, nhưng mà khổ nỗi khi quay về nhà thì một chuyện khiến mình muốn xóa con game cù lờ này đi luôn. Chả hiểu có làm sai cái mẹ gì không mà nó đổi xử vậy với mình, chưa kể mình tính farm một lượt rồi mới lưu file, vì farm không có gì quá nguy hiểm cả, nhưng mà ý nó lạ lắm luôn. Sao lại lạ thì mọi người theo dõi video sẽ rõ ngay thôi. Có bạn bình luận bảo mình chuyển qua chơi chế độ khó kết hợp với chết không mất đồ, mình không biết nó nên chuyển sang xe gì đó không hay là chuyển mẹ nó game khác luôn nữa. Kiếm mãi không ra con quét ta ưng ý đã cay lắm rồi, đây quay về nhà nó còn cho quả này nữa thì thôi chả muốn làm cái mẹ gì nữa luôn. Phàm bất chấp ngày đêm luôn luôn, nhân tiện nói luôn cho những ai đang xem video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7, server mình mở sẽ chính thức khép cửa tại đây nha. Về lượng người chơi của server thì cũng được coi là ổn định, nhiều khi còn đông cơ. Server thì mình không hay thường xuyên on cho lắm, lên thường nhờ các admin khác quản lý giúp. Nói chung thì dù sao cũng chỉ mở có vài tháng nhưng vậy cũng đủ vét cái túi này rồi he he he. Chính vì thế mình quyết định sẽ đóng cửa server. Trước khi đóng cửa thì mình cũng đã mở chế độ PVP cho anh em thanh toán lẫn nhau hết rồi đó, quậy nát bét trước khi đóng server luôn. Mà mình đóng server không có nghĩa là mình sẽ bỏ không làm YouTube nữa đâu nha, có thể server sẽ được mở lại trong tương lai, còn kênh YouTube của mình vẫn sẽ cố gắng ra video đều cho mọi người coi, có thể vẫn là về AZK và cũng có thể là game khác luôn. Cơ mà AZK thì mới có nhiều người xem cơ. Thông báo vậy thôi, giờ thì trở lại với chế độ sinh tồn ngày hôm nay nào. Farm cháy máy từ nãy tới giờ không biết được bao nhiêu quả đen rồi đây, mới có 1000 quả đen, đống này cộng với đống ở đảo ăn cỏ nữa thì cũng được khá khoảng hơn 3000 rồi. Giờ thì trở lại cất đồ tạo nha cô tích thôi nào. Sau khi cất đồ xong thì mình sẽ làm cái thuyền để di chuyển qua khu thiết sống luôn nha. Mà trước khi ra khu thiết thì mình cũng sẽ kiếm khoảng 4 cái X10 nữa, cũng với đó là thêm cái quần chịu lạnh, chứ mỗi cái áo không thôi thì không đủ giữ ấm khi ra khu thiết được. Nếu mọi người muốn đồ da có thể chống lạnh thì phải kiếm bản vẽ của đồ da trong hang Hunter nhé. Đồ sắt thì hang tuyết, đồ chi tin thì hang gần núi lửa, đồ lông thú thì hang lava. Nói chung là chỉ cần hai đến đồ của hang Hunter là đủ giữ ấm khi ra khu thiết rồi, còn muốn vào hang đờ ti thì cần nhiều hơn thế, chắc khoảng một set đồ. Mà bản vẽ đó khi nhận được ở hang Hunter cũng phải xịn, chứ không là có 5 món cũng không đủ giữ ấm đâu. Hôm nay chỉ lồng được đến đây thôi nha, trong video này mình sẽ xếp thêm một con Anki level cao nữa. Giờ thì chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. We'll be right back.
video đến đây là cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye and see you again.